Sau đây, ngày này, nhung một tay chút, mới tới từ nồi sang vậy. Lời nhung hồi xưa nhé. Khoai chút, dân thời ca, ôi phương về đó, làm bơi được đáy. Lớn dân thật, và cắt dưa được tốt hay rôn về mà. Đồng bây giờ sạch dưa nướng dưa sao hay ăn và hẳn nóng hay dân thật đặt lên dưa chọn à lời lý chụp dưỡng dưa lăng bóng sạch cái mà chân dân thật chốt dưa đồng bây giờ chắp cho ăn lỡ mình ăn được kìa. Vỏ vía làm bay ở trong nước vía riêng cream trên đường tích nhôm nặng liệt tật nặng thùng khăn chuối nè. Chúng chắp đám cả lạt ấy. Bạch về chắp đám phơm ấy. Lấy những cục bỏ ra mâm mình hơn. Chắp đám chung. Bạch chụp dưỡng bao ngõ nè. Đọc bê bao chẳng bê để dưỡng ngang tới cư vô xuôi. Xuôi chẳng ngang. Tôi còn là cao chúng ta đang xử lý bạch những cục xuôi. Chăm chụp chuyện vô chụp dương lỡ như là cái liên ấy chẳng chăm chụp cho anh vô bây giờ lỡ nhắm thì lộn đạp đà ủa thôi thấy ngang tay em lộn chập đam chập chân ấy chui chân chui mà mỏ lấy tập bò dướng tập nắng cứ sừng đạp vô một việc sạch đồng bây giờ vừa phải ăn tích tích hay nó bị trôi đấy tập bạc dưỡng rồi kết nhau mình cho tập nắng cho tập liệt sáng dương liệt vừa ở bên sạch như nó.
ឥឡូវជើងយើងបានលាបរួចអស់ហើយមើលទៅលាបហើយឡើងតំណងហើយមានអារម្មណ៍ថាក្លិនឈ្ងុយមកហ្មងជើងយើងនេះប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីជាងអីទៀតគឺវាឆ្អិនហើយព្រោះអីវាចាប់ដើមឆ្អិនបដាហើយ10នាទីជាងទៅទៅហើយឆ្អិនសោះអស់ហើយទៅជើងយើងឥឡូវឈូងយើងឆ្អិនល្អហើយមើលសាច់ដាំឈ្ងុយយើងដាក់ជាវិញទៀតបុកឆ្អិនល្អហើយថ្ងៃបាយវាស្រួយល្អតែតែមិនតក់អំរេចអីទៀតទៅឆ្ងាញ់ពួកនោះបាយវាស្រួយល្អឆ្ងាញ់ឥឡូវពួកយើងឆ្អិនអស់ហើយមីក៏លើក៏ចាប់ដើមជប់អីយើងៀបចំទៅញ៉ាំរួចហើយយើងនឹងបានសម្រាប់បាយខែទៅទីគេសិនបាទជុំស្រួយល្អ